Chào mừng 500 tỷ anh em đã quay trở lại với Hatech. Hôm nay tiếp tục chương trình dành cho những con nghiện máy thúy nhựa. Và nếu các bạn nhớ cái thương hiệu Shinmen, mình đã làm một số video về sản phẩm vựa này. Anh em nào chưa xem, click link trên góc. Những cái con bàn phím của nó là đỉnh cao trong tầm giá. Và thường thường giá của nó đều dưới 1 triệu. Nào là 3 chế độ kết nối không dây, nào là swap mạch xuôi, nào là LED RGB. Rồi tiếng thì gọi là nổ bung nóc nhà. Hôm nay chúng ta có đây một chiếc bàn phím mới, cái series M75 thương hiệu này. Nếu mình nhớ không nhầm thì mình làm trên kênh đã có cái mẫu là M87 và X98 là hai con 10 keyless và 98. Hôm nay chúng ta đã có một chiếc bàn phím với cái layout 75% của thương hiệu này. Và các bạn sẽ có đây là hai chiếc, một chiếc thường và một chiếc pro với mức giá loanh quanh từ 8-900 cho đến khoảng xấp xỉ 1 triệu và nó khác nhau như thế nào giữa các phiên bản và nó ngon hay nó dở. Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau intro. Đây là hộp của sản phẩm với dòng chữ M75 và những cái logo XM đã bay khắp nơi là Shinmen. Đây là con M75, bàn phím 75%. Và cả hai con bàn phím này sẽ có link ở dưới phần mô tả video dành cho các bạn. Thì thực sự mà nói cái hộp của nó trông khá đơn giản. Đúng logo M75 to đùng thôi. Còn lại toàn tiếng Trung Quốc, nó không có cái thứ gì gọi là mô tả đặc điểm nổi bật của bàn phím nữa cả. Và đằng sau các bạn thấy là có logo chạy được cho cả Mac, Windows và Linux. Tức là anh em dùng các hệ điều hành có thể thoải mái. Nhưng mà mình không chắc là con này có phần mềm cho Mac đâu nhé, mình không rõ. Nhưng mà nếu anh em dùng Windows ấy, kể cả hãng có phần mềm hay không, nó không quan trọng. Bởi vì có rất nhiều phần mềm trên Windows để chúng ta remap nút mà không cần driver của hãng. Thì bên trong hộp con M75 này sẽ có miếng nhựa trong để che bàn phím. Các bạn có một sợi cáp USB, một đầu A, một đầu C, bọc dù. Đây là cáp nhựa cơ bản nhé, không phải là cáp dù. Hai cái switch dự phòng cho trường hợp có cái tình trạng là cong chân khi các bạn rút hot swap ra này, hay là các bạn bị double click này, anh em có thể thay vào. Ngoài ra chúng ta còn một chiếc key puller, kiêm switch puller hai đầu và một số keycap thay thế. Và keycap này là keycap màu hồng, có phím cách, phím mũi tên, có backspace và enter. Ok nhé, unbox xong rồi, bây giờ là cùng nhau xem ngoại hình của cái bàn phím này. Với cái layout là 75% thì các bạn sẽ có hai phiên bản là bản M75 và M75 Pro. Bản M75 ở đây như các bạn nhìn thấy là sẽ có đầy đủ tất cả các phím. Nhưng mà một điều anh lưu ý là cái hai phím cạnh cái phần spacebar ở bên phải này sẽ là hai cái phím 1.25U, là phím function và control. Chứ nó không phải là ba phím như những con 75 các bạn thường thấy là có ba phím 1U. Con này chỉ có hai phím thôi, tức là không có phím an ở bên phải, anh em lưu ý nhé. Còn đâu các bạn vẫn sẽ có phím mũi tên. Và phím mũi tên này thì làm sát sàn sạt vào phần phím shift 1.75U và enter ở bên trên. Cũng như là cái cột này các bạn sẽ có bốn phím bao gồm delete này, end này, pet up, pet down. Và trên này các bạn có phím nữa. Thì trên cái con M75 Pro là con có màn hình ấy, thì các bạn nhìn thấy đây là cạnh cái núm nó sẽ không có một cái nút nào cả, bởi vì đã có cái màn hình rồi. Thì delete sẽ đẩy xuống dưới. Còn trên cái con là bản thường, không phải bản Pro, thì các bạn thấy là sẽ có home, end, pet up, pet down và cả delete luôn. Thì nếu các bạn thích một chiếc bàn phím có màn hình để các bạn nhìn thông tin, ví dụ như thời lượng pin của bàn phím này, hay là nhìn ngày giờ này, hay chọn gif này, thì các bạn có thể chọn bản Pro. Còn anh em nào không cần màn hình, các bạn cần nhiều nút, thì hãy chọn con M75 thường, vừa rẻ hơn mà lại vừa có nhiều nút hơn. Thì đó là hai option và hai sự khác biệt giữa hai con Pro và con không Pro. Còn đâu thì cả hai con này đều có núm và núm rất là rõ nấc. Mỗi tội là cái núm rất là bé và cái bề mặt nó trơn tuồn tuột ra, nên là lăn vào một tay hơi khó chịu. Còn cạnh trên các bạn sẽ có tất cả các cổng kết nối. Cái giao diện này nó giống với con M87 đã review rồi. Các bạn có một cần gạt chuyển 3 chế độ kết nối này, cổng USB-C này, cần gạt chuyển hai chế độ Windows và Mac, cũng như là chỗ khe cắm để đút receiver vào. Nhưng mà cái khe cắm con này nó lòi hết cả receiver ra ngoài, trông nó không thẩm mỹ cho lắm. Thì mình hy vọng là các phiên bản khác Shinmen sẽ làm nó thu hẳn vào trong, trông nó đẹp hơn. Cơ mà anh em cũng phải lưu ý là dùng con này trên bàn mà để này thì các bạn không bao giờ nhìn nó cả, các bạn chỉ biết là nó lòi ra đây thôi. Còn dưới đáy chúng ta sẽ có fix silicone ở bốn góc và kickstand hai nấc rất là trơn tru mượt mà. Và cả hai cái chân kickstand này đều có silicone M75 Pro. Và giờ mới để ý này các bạn này, có cả led viền. Trời ơi, có cả led viền luôn. Đó, rất là hoành tráng. Thì mức giá của M75 như sau. Ở trên Shopee các bạn thể thấy đây là chúng ta có hai lựa chọn là bản Pro và bản không Pro. Và cả hai lựa chọn này đều có ba màu. Có màu xanh này, các bạn có màu xanh tím và các bạn có màu tím. Đó là ba màu, không có màu đen. Và cái mức giá rẻ nhất sẽ là chiếc M75
màu xanh tím bản thường sẽ có giá là 845.000, còn bản tím và xanh đen đó thì sẽ có giá là 945.000, còn bản Pro các bạn sẽ có giá đây là 1.155.000. Thì đó là mức giá của bản M15 Pro và M15 thường, thì nó sẽ loanh quanh 1 triệu, và nếu bạn không cần bản Pro, không cần màn hình thì giá sẽ chỉ có 850 thôi. Giá rất là thơm. Bây giờ cùng nhau xem thử cái chất lượng keycap và cái switch ở bên dưới. Các bạn có keycap nhựa PPT double shot, và cái cách họ làm, mình không phải là fan kiểu này. Có thể nhiều anh em thích ngày xưa mà các bạn dùng những cái bàn phím như kiểu là đến từ Philco hay Leopold. Các bạn thấy những keycap gọi là ninja kiểu này, tức là ở mặt trên sẽ nhăn thín mà ký tự sẽ in ở phía trước. Đó. Thì ngày xưa có lẽ nó là cái trend, nhưng mà nghĩ bây giờ là không ai dùng kiểu này nữa cả. Có thể các bạn có thích, những đối với mình thì mình thấy nó không đẹp lắm. Và cụ thể là họ làm cái double shot bên trong sẽ là lớp nhựa trong, chắc là để cho ký tự này LED nó có thể xuyên qua được, các bạn nhìn thấy được ban đêm. Thì nó cũng là một cái gì đó khá là heo. Có thể nhiều người thấy thú vị, nhưng đối với mình cũng thích kiểu này. Trông nó hơi bị lạc quẻ, thực sự như vậy. Thấy nó không được đẹp lắm. Nhưng mà về chất lượng keycap thì tương đối là dày dặn, nhưng mà các cạnh còn khá là sắc. Và chân stem mình check thử một số nút thì không thấy con nào bị vỡ hay là bị méo gì cả. Nói chung là chất lượng keycap ok, nhưng mà kiểu thiết kế này không phải gu của mình. Còn về switch, switch của chúng ta cũng có logo Sinmeng luôn, là một switch linear 5 chân, housing màu trắng sữa, còn cái stem màu hơi kiểu nâu nâu đỏ đỏ một tí. Và mạch như các bạn đã biết thì Sinmeng làm mạch xuôi hot swap 5 chân với LED RGB bên dưới, thì các bạn dùng tất cả loại keycap nào cũng được luôn. Và ngay khi mình mở ra, chúng ta thấy được một cái plate làm bằng nhựa polycarbonate này, có xốp nằm giữa plate và mạch này, có xốp nằm trên mạch luôn này. Và khả năng cao con này cũng sẽ có một lớp phim, nó là cái đặc sản của Sinmeng rồi, để mình xem nào. Đúng rồi, thấy bóng bóng à. Khả năng con này cũng có một lớp phim TPU bên dưới. Thì nó là cái lý do khiến cho bản phím của Sinmeng với con gần đây họ làm tiếng rất nổ, rất ngon. Thì trước khi mình tháo ra xem cụ thể bên trong, hãy cùng mình nghe thử sound test của hai con phím này nhá. Nói thật với anh em là đối với những chiếc bàn phím build sẵn, pre-build và cái mức giá từ 2 triệu đổ xuống thì rất ít con khiến mình ấn tượng. Tức là có rất nhiều con ngon, rất nhiều con bàn phím rất là ngon, nhưng mà để mà thực sự gọi là sốc, thấy nó ngon khủng khiếp và thấy cái tiếng nó hay lạ thường thì mình có thể kể đến một số con. Ví dụ như con Leobox 275 là con bàn phím loanh quanh tầm 2 triệu, vỏ nhôm, LED RGB các thứ, núm xoay các thứ và gõ rất là sướng. Tiếp theo là có con Aula F75, con đấy chỉ loanh quanh 1 triệu thôi, cũng gõ cực kỳ ngon, cực kỳ nổ và mượt. Và con Sinmeng M87 mình đã review rồi, là con 10 keyless, và hiện tại studio bây giờ anh em vẫn dùng. Con này tiếng rất ấm, rất nổ và nổ nhất trong tất cả con phím trong cái tầm giá 1 triệu mình từng nghe. Và con này thì cái chất liệu từ cái vỏ đến cái plate và cái switch, cũng như là cái việc họ cho xốp và cho phim ở bằng mạch cũng giống con M87, nên tiếng có thể nói là 19-10, hai con khá giống nhau. Và tiếng nó rất là nổ, nó nổ lốp bát lốp bốp luôn nha, cực kỳ đã tai. Cũng như là stabilizer, mấy phát xuất Trung Quốc làm rất là ngon, không có một tí tích kinh nào. À, chính xác là có một tí tạo ra theo, không phải là không có. Nếu các bạn khó tính, các bạn bấm kiểu nhẹ nhẹ góc mà, các bạn vẫn sẽ nghe thấy ở nó backspace. Nhưng còn các nút khác, enter, shift, cách, ngon. Stabilizer con này mình lại cho một cái thăng điểm là 0 vứt đi và 10 là stabilizer mượt, gõ không thấy đâu. Thì con này nó phải được khoảng tầm 7-8 điểm. Stabilizer rất là mượt, rất là ngon, và âm thanh nó gõ nổ, êm, sướng. Không có một cái gì chê tiếng con này cả, tiếng con này rất ngon. Còn bây giờ hãy cùng mình tò mò thử xem bên trong nó có những cái gì nhá. A few moments later. Thực sự là đồ hàng. Mình không biết làm thế nào để các pháp sư Trung Hoa có thể tạo ra được những cái phím cơ như thế này. Xuất khẩu sang Việt Nam, phí vận chuyển, rồi thuế má các thứ, xong rồi về các shop Việt Nam bán đến người dùng, đến tận tay chúng ta. Thậm chí có những ông còn áp kiểu voucher Shopee vào còn rẻ hơn cả giá của shop, xong rồi free ship các thứ. 845.000 được các bạn phí như thế này.
để mà nói về cách đây 5 năm, 10 năm, gọi là gì, huyền cơ nó vẫn còn đang khá là sơ khai ở Việt Nam. Hot swap đó cái gì đấy nó khá là hiếm, chẳng mấy khi gặp đâu. LED RGB cũng chẳng mấy khi có. Mà huyền cơ không dây á, quên đi. Và cái giá như kiểu là các bạn mua Philco, các bạn mua Leopold, IKBC các thứ, đôi triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu chứ bình thường. Bây giờ này, các ông nhìn nhé. Blade nhựa polycarbonate, gasket mount, tai silicon góc này, shop poron nằm ở giữa bằng mạch này, rồi này là phim này, phim polymer này, ôi giời ơi, nào là hot swap 5 chân này, socket hot swap thì không biết là của thương hiệu nào vì không có đóng logo, mà khả năng cao của TTC, mạch màu đen rất đẹp, full flex cut, tất cả các phím đều có flex cut, nó tạo ra âm thanh khá đồng đều và tương đối là nhún, tất cả các phím đều có flex cut. Và dưới đáy các bạn có một lớp xốp nữa nằm ôm vào bảng mạch và cũng khá là giống xốp boron. Đáy có một lớp silicone màu xám. Đó, các bạn nhìn thấy đây, một lớp silicone màu xám nằm dưới bảng mạch rất dày để tiêu âm. Hai bên sẽ là hai cái thanh nhựa tán sáng để các bạn nhìn thấy led viền. Pin 5000 mAh, bảng mạch phụ. Tất cả cái này các bạn có được với giá 845.000 đến tận tay. Thì thực sự là lại là một con bàn phím nữa không bàn cãi về cái độ ngon của nó. Cái chất lượng hoàn thiện nhé, không có một cái gì ọp ẹp cả. Đương nhiên nó làm vỏ nhựa thôi thì mình cũng không gọi là quá khó tính về cái việc độ chắc chắn của nó, độ đầm của nó. Mọi thứ được gắn với nhau rất là khít và hiệu quả bằng những cái lẫy ở xung quanh. Các bạn chỉ cần dùng một cái dụng cụ gì như là một cái thẻ cạp visit cứng các bạn cậy ra được ngay. Và mọi thứ nó hoạt động một cách chân chu mượt mà. Thực sự là rất ấn tượng. Không biết là liệu có còn cách nào để làm bàn phím nó nhiều tính năng hơn và rẻ hơn ở như này nữa không. Còn đây là con bàn phím quá đỉnh. Và lại là một cái con chùm mới. Bởi vì trước kia con Siemens M87 giá nó lên quanh 1 triệu. Nó không có màn hình nhá. Nhưng mà nó đã là một con quái vật và mình phải công nhận là nó ngon nhất trong tầm giá 1 triệu nó rồi, gõ đỉnh cao rồi. Nhưng con này thì nó gõ ngon 1/10 con kia, nó không khác gì cả. Mà lại còn thêm tính năng là màn hình và có núm xoay. Rồi nào là cái chất lượng build của nó, xốp trước các thứ, full option. Giá này là quá ngon. Và thật sự con này là một con rất là đỉnh. Nếu các bạn muốn trải nghiệm, nếu anh em đang dùng những chiếc phím cơ gọi là cơ bản và các bạn đang dùng để làm việc văn phòng gõ cơ bản thôi, hay anh em vẫn đang dùng mấy con kiểu bàn phím IBM ngày xưa, các bạn muốn mua một chiếc phím cơ đầu tay mà không muốn bỏ ra quá nhiều tiền, muốn tìm hiểu trước, muốn dấn thân vào cái con đường nghiện ngập này trước, thì có thể tham khảo qua mấy con này của Siemens vì nó thực sự đỉnh. Sẽ có link phần mô tả video dành cho anh em là muốn mua một chiếc, và đó là chiếc Siemens M75 và M75 Pro. Các bạn nếu thấy video ích thì đừng ngại để lại một like và nhấn subscribe vì nó hoàn toàn miễn phí. Mình sẽ gặp lại anh em trong nhiều video khác. Peace.